Bây giờ mình đang nghe đây, mọi cái âm thanh đang hiện hữu, mình đang rõ biết mùng một tiếng thứ nhất có, mình biết có, rồi có khoảng không, rồi tiếng tiếng thứ hai, có khoảng không tới tiếng thứ ba. Và chúng ta bằng cái yên lặng thanh tịnh để rõ biết từng âm thanh đó là đúng hay là chưa. Đúng chưa? Đúng chứ, sao thì sai được. Chỗ này hoàn toàn đúng. Nhưng đúng ở cái tầng tâm thức. Vì sao? Vì chúng ta chưa ra khỏi cái thân tâm này để chúng ta nghe. Cho nên lúc này chúng ta vẫn còn đang ở đây để nghe âm thanh. Tức là còn mình và còn âm thanh. Cho nên đúng thì đúng đó, nhưng mà phải thì chưa phải. Đúng thì đúng mà phải thì chưa phải. Thì như vậy là lúc này chúng ta nghe làm sao để cái âm thanh và cái đang nghe không còn là hai nữa. Nhưng bây giờ đã có ai, có ai nghe để được không hai không? Tại vì còn mình và còn âm thanh, tức là còn hai, thì làm sao chúng ta ngay tại đây mà chúng ta nhận biết âm thanh không phải là hai, thì cái nghe đó mới gọi là đúng. Cho nên hồi nãy là chúng tôi đặt câu hỏi là cái nghe tiếng thứ nhất, cái nghe tiếng thứ hai, cái nghe tiếng thứ ba giống nhau hay là khác nhau, thì rất là nhiều người trả lời là giống. Nó là giống, đương nhiên là giống rồi. Nó sẽ trùng lập cái nghe hồi nãy với cái nghe bây giờ không khác, và cái nghe kế tiếp vẫn không khác. Nhưng mà nếu mà nghe mà còn lặp lại, thấy mà còn lặp lại, thì cái lặp lại là tâm thức. Cái trí tuệ không bao giờ lặp lại. Cho nên giống thì cũng không phải, mà khác thì cũng không phải. Đây là một điều rất là lạ. Có một cái không giống mà không khác. Thì như vậy là từng cái nghe là mới mẻ hiện tiền. Nếu như cái nghe mà hồi nãy nghe như vậy, bây giờ nghe như vậy, gọi là mình có cái thường hằng rõ biết, đó là tánh của mình, thì rất là nhiều người ngộ đạo kiểu này, cho nên ở luôn trong cái cõi này dài ngàn kiếp nữa. Nhiều người nghe lặng lẽ thường tri lắm. Nhiều tông phái hiện tại bây giờ luôn, chứ không phải là nhiều người một cách bình thường nữa. Những tông phái lớn hiện tại bây giờ đang dạy người ta tới chỗ này. Nghĩ như vậy là ngộ đạo rồi. Vị thầy cũng tới chỗ đó, dạy đệ tử mình tới chỗ đó, công nhận với nhau ngộ đạo, đi giáo hóa tùm lum khắp tất cả các nơi. Nhưng mà chỗ này vẫn còn là cái thấy gì? Là sáng A Nan nói là thấy gì? Cái thấy thường của phàm phu chưa ra. Cho nên khi nghe thì bây giờ hỏi cái người mà gọi là ngộ đạo của các nhà thiền bây giờ, xin thưa với thầy, thầy nghe như thế nào mà không còn thầy và âm thanh? Nói một câu nghe đi. Nghe làm sao mà không còn mình và âm thanh? Nghe làm sao mà không còn hai ngay tại chỗ này? Đó là vấn đề. Cho nên khi mà chúng ta đang tri đó đó, gọi là đang biết này. Hồi sáng mình nói là có người nói biết là hết, đương nhiên là đúng rồi đó. Có những cái sách vở nó đang viết bây giờ cũng viết tới cái trần này, nó cũng luôn luôn nói là biết là thôi. Ví dụ như phiền não xảy ra mình biết cái phiền não tan biến, cái ý niệm xảy ra mình biết cái ý niệm tan biến. Tất cả những cái đó đều đúng. Chúng ta không phê phán, không bình phẩm, không chê bai, không muốn nó dừng, không muốn nó lặng, không. Tất cả mọi cái chỉ cần cái biết là xong mọi chuyện. Điều đó đúng với ai và không đúng với ai. Nếu chúng ta biết ra ngoài tâm thức, biết không cần thân căn ngũ quẩn này, thì người đó là người đúng. Nhưng bây giờ chúng ta có bước ra thân căn ngũ quẩn để biết chưa? Chưa, vẫn còn hai. Thật ra những cái loại sách vở viết hiện tại bây giờ nói y như nhau không khác trên mức lập luận này. Phiền não xảy ra chỉ cần biết thôi à? Đủ rồi. Không phê phán, không bình phẩm, không chê vai, không lấy, không bỏ. Thì tất cả những cái không đó đó để gom lại trở thành cái loại gì? Một loại học đòi của tri thức, không phải là cái chuyên môn công phu. Chuyên môn công phu người ta không có nói tới cái chuyện anh đừng có lấy, anh đừng có bỏ, không phải như vậy. Không phải nói tới cái chuyện biết một cái rồi thôi. Biết một cái rồi thôi, biết nhiều người ngồi đây đã thành Phật mất hết rồi. Thành Phật mất hết rồi. Cho nên trong chuyên môn nó có một cái thực sự khác ở chỗ này. Nếu là một người thực sự chuyên môn và tới chỗ này, họ sẽ có một cách khác chỉ cho mình. Và họ phải khẳng định rằng cái chỗ lặng lẽ thường tri kia nó chỉ là cái bờ mé của tâm thức chứ chưa phải là tánh. Thật ra hồi sáng tôi nói là tôi xin thành thật chia buồn với những người đã từng nghĩ rằng mình ngộ tánh đã đến cái chỗ lặng lẽ mà thường biết này. Chỗ đó là chỗ xin chia buồn. Và chúng ta phải dùng dãy để ra khỏi chỗ này.
Chúng ta dùng cái từ dùng dãy có nghĩa là mình yếu đuối, mình không ra được đâu. Tại chỗ này nó yên tịnh lắm, nó an lạc lắm, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng lắm, chứ không phải đơn giản. Rất là nhiều người tu chết tại chỗ này. Tại ra khi chúng ta nói là biết, thì chúng ta hỏi một câu là lúc này, ngay tại cái chỗ biết này, làm sao để không còn hai? Ai trả lời được thì người đó mới ra khỏi. Đây là công án. Đây là công án để dành cho quý vị thì sao? Nói làm sao mà chúng ta sẽ trả lời được cái chỗ này? Mà đừng có bao giờ động não thì mới trả lời đúng. Cái đầu mà còn động để trả lời là sai. Rồi gợi ý cho cái cách trả lời. Đừng có động não thì sẽ trả lời đúng. Và khi đứng đó lên nói chuyện, đừng có động lưỡi mà nói được một câu thì sẽ trả lời đúng. Như vậy là cái buổi kinh Bát Nhã hôm nay chúng ta cũng chưa giải quyết được cái gì, chỉ nói đến cái phần này thôi. Chúng tôi sẽ xin dừng cái buổi nói chuyện này. Và rất mong mọi người sẽ có một cái sự lưu tâm đến cái chuyện ngũ uẩn của chúng ta. Có hay là không ngay tại đây và bây giờ. Trong mọi cái thấy nhìn của mình, nhìn như thế nào là bằng cái nhìn không, nhìn như thế nào là bằng cái nhìn có. Và nếu như trong đầu chúng ta, nơi tâm thức chúng ta, trong cái hiểu biết, trong tri kiến của mình mà còn một mảy may nhỏ nhiệm thấy rằng có một xíu xiu gì đó trong cõi giới này, trong đó có thân tâm chúng ta là thật, thì chúng ta không thể nào đi đến con đường giác ngộ giải thoát được. Cho nên muốn đạt đến cái cảnh giới ngũ uẩn giải không thì thực sự không còn có một mảy may nào là thật có nơi tâm của mình nữa. Hoàn toàn phải tới, ít lắm là cũng phải tới cái chỗ tôn ngộ không cái đã. Ngộ được lý không rồi mới nói chuyện kế tiếp là phá vỡ thân ngũ uẩn. Thì đó là những cái bước mà chúng ta cần phải có ở trên cái bước đường tu tập của chúng ta. Và mong rằng toàn thể đạo tràng của mình sẽ sớm phá vỡ được thân ngũ uẩn của mình. Mọi vị chắp tay hồi hướng, chúng ta nghỉ. Thank you.